Chào các bác xem video. Video giới thiệu cho các bạn một loại thuốc đặc trị rệp sáp, đặc trị rầy và tinh trùng, cũng như đặc trị rệp vẩy, rệp kim, một số dòng rệp đấy, rầy rệp. Rệp sáp thì chắc các bác nông dân tiếp xúc nhiều, các bác biết rồi, cho nên tôi không cần quay hình nữa. Đây trên hình chai thuốc có ghi rệp sáp đấy các bạn nhé. Nét hơi kém đó. Rệp sáp là một cái loại màu trắng các bạn này, tròn tròn. Khi chúng ta miết tay ra ra màu đỏ, xung quanh nó có bông màu trắng là rệp sáp. Rệp sáp này sẽ tấn công tất cả cây trồng các bạn nhé. Chúng ta dùng không đúng thuốc thì nó sẽ không hết, không sạch được và làm cản trở ra hoa, cản trở phát triển chồi, cản trở năng suất, làm lá trái ta bị đen. Rệp sáp rất là nguy hiểm. Thì ngoài ra thì thuốc còn trị cả rầy các bạn này, này và tuyến trùng nhé, tuyến trùng đất đấy. Tuyến trùng là những cái chúng ta đào rễ lên mà rễ bị ô cục, ô sần như củ đậu á, là tuyến trùng rồi nhá. Tuyến trùng làm tắc mạch dẫn của rễ, làm rễ không ăn được dinh dưỡng từ đất, cho nên là làm lá cây bị vàng và cũng làm mất năng suất cũng như chết cây. Vì chúng ta sử dụng một sản phẩm tốt, đúng thuốc thì nó sẽ hạn chế được công phun cũng như ngăn chặn kịp thời và làm tăng năng suất cho cây trồng. Rệp sáp thì các bác chắc biết nhiều rồi. Chai thuốc có tên là Classico 480EC, hoạt chất là acetamiprid 80g trên lít, hoạt chất có tính lưu dẫn, chlorpyrifos NT 400g trên lít. Một loại là chlorpyrifos là sông hơi các bạn, rất mạnh, và acetamiprid là loại thuốc lưu dẫn, cái vừa sông hơi vừa lưu dẫn. Và đặc biệt cái thuốc này nó có phụ gia đó chính là thấm sâu, cũng như phụ gia phá lớp vỏ lớp sáp, phá lớp màng côn trùng, cho nên hiệu quả rất là cao các bạn nhé. Khi các bạn mở cái thuốc này ra thì chúng ta thấy mùi thuốc sẽ khác với những mùi của những công ty khác có hoạt chất giống như này. Hoạt chất này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà quan trọng nhất phụ gia các bạn. Đăng ký ở phân phối công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông, thành phố Hồ Chí Minh. Thể tích thực là 450ml. Tôi thì đa số là chia sẻ theo cái thực tế các bạn nhé. Thực tế là nông dân người ta đã dùng hiệu quả thì tôi sẽ chia sẻ trên clip này để cho các bạn hỏi tìm mua, hoặc là chỗ các bạn không có thì có thể hỏi mua shop online, chúng tôi ship từ nơi cho các bạn. Đối với những cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu thì đảm bảo là những cái tính hiệu quả tốt nhất để chia sẻ đến bà con nông dân. Các bạn mua thì chúng tôi sẽ bao giá tại kho, còn cái phí vận chuyển thì chúng ta mua xa sẽ bưu điện đã tính thêm. Chai 450ml, chai trắng đắp đỏ, có chữ Vinco các bạn này, logo này trên Vinco, lưu dẫn 2 chiều. Cách sử dụng: Classico 480EC được đăng ký trừ rầy nâu hại lúa, tuyến trùng hại tiêu, rệp sáp hại cà phê. Hướng dẫn sử dụng: 0,5 lít trên hecta, pha 20-25ml cho bình 16 lít, pha 250ml cho một phi 200 lít. Lượng nước dùng từ 600-800 lít trên hecta. Đổ gốc trị tuyến trùng rệp sáp 3-5 lít. Nước thuốc trên một gốc cây, phun khi rầy rệp xuất hiện. Các bác thì xem qua cái bao bì cũng như hình dạng chai, chúng tôi thực ra là chia sẻ những cái gì mà thực tế, những thuốc mà nông dân đã dùng là hiệu quả cao, đánh giá là tốt,
Tôi chia sẻ cho các bạn là làm cho đặt quảng cáo để các bác đỡ lãng phí cái tiền mua thuốc, mua nhiều thuốc xịt nhiều lần. Các bạn xịt nhiều lần thì nó sẽ, thứ nhất là lần thuốc, thứ hai là độc cho người, thứ ba là nó còn cháy cả cây. Tại vì do không đúng thuốc không hiệu quả, chúng ta xịt nhiều lần mà nó là nóng. Các bạn bỏ tiền mua đúng thuốc thì chúng ta sử dụng nó tiết kiệm đi, ít bị xịt nhiều. Thì thông qua kênh nông nghiệp AgriVlog, AgriLife thì các bác sẽ được cập nhật và cũng như xem những thuốc chất lượng cao. Các bạn thấy video hay hữu ích thì cho một like, một chia sẻ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo cho nông nghiệp.